Xin chào nhà, chúng ta lại cùng quay trở lại với livestream của Dr. Hùng Thanh. Và hôm nay thì Dr. Hùng Thanh sẽ cùng mang đến cho bạn một cái khách hàng rất là đặc biệt, một quãng đường khá là xa để đến với Dr. Hùng Thanh để thực hiện sửa ví. Bây giờ thì mình sẽ cùng trò chuyện với chị một chút, xem là chị ấy đã có những cái trải nghiệm và có những sự thay đổi như thế nào với Dr. Hùng Thanh nha. Em chào chị ạ, chị có thể là gửi lời chào đến mọi người không ạ? Chào mọi người, mình là Thảo, mình đến từ Hồ Chí Minh. Hôm nay mình đi ra Hà Nội này để sửa mí và kết hợp với đi du lịch. Mình đã tìm hiểu bác sĩ Hùng Thanh qua kênh TikTok đã hơn 6 tháng nay, và hôm nay mình quyết định là sửa mí lại và mong muốn bác sĩ Hùng Thanh sửa cho mình cái nếp mí thật tự nhiên. Và mí bên này, trước đây mí của mình bên này là nó to, và mình muốn bác sĩ là hạ size mí xuống. Bây giờ kết quả xong rồi thì chị cảm thấy là kết quả bây giờ mí của mình rất là đều, và mình cảm thấy rất là hài lòng, và mình cảm ơn bác sĩ Hùng Thanh và ekip. Với chị khách hàng thì là một chuyến đi kết hợp cả hai, vừa kết hợp là sửa mí vừa kết hợp là du lịch, đúng không ạ? Và thực sự là với kết quả này thì em cũng không nghĩ là nó lại phục tốt đến như thế, bởi vì là chị này vừa làm xong ngày thứ hai, ngày thứ ba là đã đi Phan Xi Păng, đi Ninh Bình, đi lại rất là nhiều. Cứ rất là lo, bác sĩ cũng rất là lo, không biết là cái tình trạng mí của chị có sưng nề hơn hay có ổn định không ấy, thì chị có thể chia sẻ một chút cái trải nghiệm đấy, vừa kết hợp chăm sóc vệ sinh vừa kết hợp đi du lịch thì nó diễn biến như thế nào? Cái ngày đầu tiên mình sửa mí là về nó sưng rất là to, xong rồi ngay hôm sau là mình đi Ninh Bình, mình kết hợp là vệ sinh đi về, mặc dù nó có hơi sưng nề và chảy máu nhưng nhưng mà nó đã có một cái sự hồi phục rất là tuyệt vời, đúng không? Sang ngày thứ ba thôi là cái ngày thứ ba là cái mí của chị là nó giảm sưng rất là nhiều. Và bây giờ thì em thấy cái nếp mí sau hôm nay là mới là ngày thứ sáu thôi, thực ra là bác cũng chưa muốn là cắt chỉ cho chị lắm đâu, nhưng mà bởi vì là ngày mai, sáng ngày mai là mình đã bay vào Hồ Chí Minh rồi, đúng không ạ? Cho nên là bác muốn là thôi thì ở trong đó thì muốn trực tiếp để có thể cắt chỉ cũng như là thăm khám cho mình một cái kết quả nó tốt nhất, đúng không? Tuy nhiên thì mọi người có thể nhìn thấy rõ không ạ, một cái sự thay đổi rất là tuyệt vời, và nếp mí sửa mí đấy ạ, mới sau 6 ngày thôi nhưng mà nếp mí rất là đều, từ cái ánh mắt, từ cái thần mắt, và làm cho cái khuôn mặt của chị trở nên sáng hơn rất là nhiều. Chị cũng cảm nhận thấy rõ điều đấy sau khi thực hiện sửa mí, đúng không ạ? Đó, với trước đây thì mặc dù là mọi người có thể nhìn thấy là cái phần nếp mí của chị nó không bị gọi là lỗi hẳn, nếu mà nói lỗi hẳn như mọi người thường thấy thì nó chưa phải là lỗi hẳn, nhưng mà cái điều chỉnh cơ nâng mi này cũng như là cái nếp mí đính một bên sâu một bên đông, khi mà nhắm mắt thì nó thấy rõ là cái sự lệch đó, và làm cho cái mắt mình nó cảm giác bị buồn hơn rất là nhiều. Và sau khi mà thực hiện sửa mí tại bác sĩ Dr. Hùng Thanh thì mọi người có nhìn thấy không? Bác sĩ ngoài cái việc là điều chỉnh cái nếp mí cho nó đẹp đều, còn chỉnh cái độ mở mắt và độ cái gọi là cái độ cong vểnh của lông mi để làm cho cái đôi mắt nó trở nên là hài hòa hơn và trẻ trung hơn rất là nhiều. Chắc là những ngày đầu tiên chắc là anh xã nhà mình chắc là cũng hơi lo lắng một chút, đúng không? Đúng rồi, tại vì nó sưng. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay rồi thì anh đã có những cái phản hồi như thế nào, chị có thể chia sẻ? Chồng chị cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy là nó không có nghĩ là nó đỡ sưng nhiều đến như vậy. So với lần đầu tiên làm á thì chị thấy cái lần đầu tiên làm mấy chị nó sưng to với nó bầm dữ lắm, gần cả tháng nó mới hết. Và hôm nay mới 6 ngày thôi mà gần như là nó đã ổn định hơn rất là nhiều, không ạ? Đấy là cái sự khác biệt của các kỹ thuật cũng như là các bác sĩ đã có kinh nghiệm nhiều năm, cho nên là những vị khách hàng nào mà đang tìm hiểu về cắt mí thì hãy lựa chọn những cái cơ sở thẩm mỹ uy tín, đặc biệt là bác sĩ có tay nghề kinh nghiệm thì sẽ giúp cho mình hạn chế cái rủi ro như là chị đã từng mắc phải, đúng không? Đấy, khi mà cũng cùng can thiệp cắt mí nhưng mà cái tình trạng trước của chị là bầm tím mất một tháng cơ, nhưng mà vừa bác sĩ Hùng Thanh thì mọi người có nhìn thấy không ạ, mới 6 ngày thôi nhưng mà cái nếp mí đã rất là hài hòa tự nhiên và làm cho khuôn mặt của chị sáng bừng hơn rất là nhiều. Đây chính là sự thay đổi của chị khi mà thực hiện sửa mí tại Dr. Hùng Thanh. Có những vị khách hàng nào đang cần quan tâm hay đang cần hỗ trợ thì hãy inbox hoặc tư vấn tại Dr. Hùng Thanh để có thể có cho mình một cái sự trải nghiệm rất là tuyệt vời này. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều đã dành một chút ít thời gian để chia sẻ cho mọi người ạ. Cảm ơn chị.